Vào sáng ngày hôm nay, những người biểu tình vẫn tiếp tục ném bom xăng và gạch đá nhằm đẩy lùi lực lượng an ninh Ukraine ra khỏi quảng trường Độc Lập. Rất nhiều người Ukraine đã lo ngại rằng cuộc bạo loạn trên có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người biểu tình đang nhận được sự ủng hộ của những phần tử nổi dậy được vũ trang đầy đủ đến từ các nhóm cực hữu quá khích. Chúng tôi muốn nói rằng họ phải dừng ngay tất cả các hành động này. Đổ máu như vậy là đã quá nhiều. Lo ngại trước số người thiệt mạng tiếp tục gia tăng nhanh trong các vụ đụng độ, lãnh đạo phe đối lập Ukraine ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi người biểu tình kiềm chế. Trong khi đó, Tổng thống Yanukovych ngày hôm nay đã chấp thuận xúc tiến tổ chức bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội sớm trong năm nay. Ông Yanukovych cũng sẵn sàng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trong 10 ngày tới và sẽ xem xét sửa đổi hiến pháp trước mùa hè này.